Bằng chứng Alpha Wara không phải người sao chép bài ứng xử của thí sinh khác trong đêm chung kết. Điểm giúp Alpha Wara thoát khỏi lùm xùm sao chép bài thi ứng xử trong đêm chung kết Miss Grand. Sau đêm chung kết Miss Grand International, cộng đồng sắc đẹp hầu như không được sóng yên biển lặng khi liên tục phải đối diện với hàng loạt thị phi diễn ra. Mới đây, Miss Grand Hà Lan 2022 đã bất ngờ tiết lộ một bí mật rằng một trong những mỹ nhân lọt vào top 5 chung cuộc đã sao chép bài ứng xử của cô khi người đẹp này trình bày trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đêm chung kết. Nhiều người đã đặt Alpha Wara và Andina Julie vào danh sách tình nghi vì hai người đẹp này đều có trình độ tiếng Anh kém nổi bật nhất trong top 5 chung cuộc nên việc sao chép bài ứng xử của thí sinh khác là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, một số người đã chỉ ra rằng bài ứng xử của Alpha Wara là bài thuyết trình tệ, sai ngữ pháp tiếng Anh và bập bẹ nên việc sao chép bài của người khác là điều không thể. Vì mỗi thí sinh đều có thời gian tập dượt trước phần thuyết trình top 5 chung cuộc, đồng thời người Hà Lan nói tiếng Anh rất tốt, nên bài thi bị sai ngữ pháp đối với Miss Grand Hà Lan là vô lý. Đứng trước những tin đồn về việc mượn ý tưởng bài thi của người khác, Alpha Wara không có bất kỳ động thái liên quan. Top 10 Miss Grand International đã quay về Thái Lan và được người dân xứ Chùa Vàng tiếp đón nồng hậu để khởi đầu cho chuỗi hoạt động đầu tiên của nhiệm kỳ.